Chào mừng các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Xin chào quý vị và các bạn. Có một số vị rất muốn tìm hiểu về thành phố Winter Haven ở tiểu bang Florida, cho nên đã nhờ mình quay cái thành phố này để quý vị và các bạn xem. Hôm nay từ sáng tới bây giờ, tụi mình đã đi chơi ở Legoland. Legoland là một cái khu vui chơi giải trí, chủ yếu là dành cho con nít thôi, nằm ở trên địa phận của thành phố Winter Haven. Từ cái khu vui chơi Legoland á, mà đi vô downtown của thành phố Winter Haven thì đi cách khoảng chừng 5 miles. Tùy cái kẹt xe hay không thì đi cũng phải mười mấy phút á mới tới. Bây giờ là mình đang chạy từ cái bãi đậu xe của Legoland để mà đi vô downtown thành phố nè ha. Rồi, cũng để cho dễ quý vị và các bạn dễ tưởng tượng được cái vị trí của thành phố này nằm ở đâu trên bản đồ của tiểu bang Florida, thì bây giờ mình sẽ mở cái bản đồ lên và chỉ cho quý vị và các bạn xem nha. Thì đây là cái phần khúc giữa của tiểu bang Florida ha. Và thành phố Winter Haven nó nằm gần như là cái khoảng central của Florida luôn. Từ Tampa mà đi tới đây thì cũng gần như là nửa đường từ Tampa đi lên Orlando. Đây là thành phố Winter Haven. Để mình mở lớn chút nữa cho quý vị và các bạn xem nha. Đó. Nhìn cái bản đồ á, để mình kéo xuống chút xíu nè. Nhìn trên cái bản đồ á, thì quý vị và các bạn thấy không, quá trời hồ luôn ha. Cho nên cái thành phố Winter Haven này á, được mệnh danh là thành phố của một cái chuỗi hồ, The Chain of Lake City. Quá trời hồ luôn. Đây. Thực ra thì những cái hồ ở đây á, thường được nối nhau bởi những cái canal, tức là những cái, cũng như là gọi là những cái con kênh á. Đa số là nó được nối lại với nhau như vậy, cho nên người ta mới gọi nó là một chuỗi. Chuỗi tức là những cái hồ rồi nó được kết nối với nhau. Thì quý vị và các bạn thấy đây nè, đây là những cái gọi ở đây, người Mỹ họ gọi đây là những cái canal, là những cái mình gọi là cái kênh để mà nối dẫn với nhau á. Đó. Cho nên ở đây thành phố này được mệnh danh là The Chain of Lake City. Ok, để mình đóng cho này lại nha, để quý vị và các bạn có thể coi đường xá ha. Quý vị và các bạn biết không, mùa này á thì chiều tối xuống cũng rất là nhanh. Bây giờ là mới có khoảng 4 giờ mấy 5 giờ, mà tại vì bắt đầu không khí lạnh hơn rồi á, cho nên mình thấy nó không có được rõ lắm. Hiện bây giờ là xe của mình đang chạy ở trong một cái khu dân cư nằm bên trong của thành phố Winter Haven rồi đó. Nếu chạy một hồi nữa hả, thì theo cái bản đồ mình thấy là sẽ dẫn xuống một cái hồ rất là lớn. Thì như hồi nãy á, mình có đưa cái bản đồ của thành phố Winter Haven này lên, quý vị và các bạn cũng thấy rồi ha, quá trời hồ, và hồ nó nối liền với nhau bằng những cái canal, cho nên người ta mới gọi đây là thành phố của nguyên một cái chuỗi hồ luôn. Đây, mình sắp đi xuống tới cái hồ rồi nè. Đó, cái hồ lớn ghê ha quý vị và các bạn.
Cái hồ lớn ghê ha quý vị và các bạn. Nãy giờ chạy á thì bên tay trái mình vẫn là cái hồ á. Để mình chạy một đoạn nữa rồi mình sẽ kiếm đường mình quẹo vào bên tay phải, để mình sẽ đi quay cho quý vị và các bạn xem một khu dân cư ở Winter Haven ha. Một hay hai khu gì đó, để một tí xíu nữa mình sẽ quẹo vô ha. Còn bây giờ thì chạy một vòng cho quý vị và các bạn thấy khung cảnh hai bên, một bên trái là hồ và một bên phải là thành phố. Nhà cửa ở ngoài này thì đất đai khá là rộng rãi, nhưng mà nhà mà ở gần mấy cái hồ này thì mắc tiền lắm. Rồi mình cứ chạy từ từ như vậy ha, để quý vị và các bạn ngắm cảnh luôn. Ok. À, bây giờ mình quẹo phải được rồi, nãy giờ chạy vòng vòng như vậy cũng khá là xa rồi. Rồi ta để mình quẹo phải để quay những cái khu dân cư nghe. Bây giờ bị ngược sáng rồi. Rồi thì bây giờ mình đang chạy vô trong một khu dân cư ở Winter Haven. Nắng quá. Nắng ơi là nắng. Để chuyển máy quay qua bên hông nha, chứ để cái dashcam đằng trước thì nó nắng quá. Rồi bây giờ thì mình đã chuyển màn hình qua phần quay của camera bên hông rồi nè. Thì quý vị và các bạn thấy nhà cửa ha, cũng khá là đẹp. Nói chung á thì cái khu này á cũng là mới chứ không phải là cũ. Mình nhìn ở phía sau của cái nhà này có trồng cây Việt Nam rất là nhiều. Ok thôi để mình đây để mình quẹo phải qua bên này nha. Rồi quay cái mặt tiền của căn nhà này cho quý vị và các bạn xem. Đây chắc là nhà của một người châu Á, cũng có thể là người Việt Nam đó quý vị và các bạn thấy không, có quá nhiều cây mãng cầu, cây đu đủ, trời cây Việt Nam không à. Ok đi thôi, không nên đứng quay một chỗ quá lâu, mình sẽ chạy xe từ từ chậm chậm vậy đó, để quý vị và các bạn xem một số cái nhà ở bên đường ha. Rồi xong rồi mình nghĩ để mình cũng phải chuyển lại cái màn hình ở phía trước của xe để cho quý vị và các bạn xem cái khu này nó sẽ rõ hơn. Chứ như vậy thì chỉ thấy nhà cửa bên đường thôi. Để mình quẹo vào những con đường mà không có bị chói nắng mặt trời á. Rồi mình sẽ quay cho quý vị và các bạn xem đường xá cũng như khung cảnh luôn ha. Ok. Trời nè. Mặc dù là mình để cái dashcam đằng trước nhìn nó không rõ lắm, nhưng mà thực ra như vậy thì quý vị và các bạn sẽ thấy được cái tổng quan chung của cái khu nhà ở đây.
Quý vị và các bạn thấy ha, nhà hai bên đường khá là khang trang và sạch sẽ ha. Tại vì cái khu này á, nó tương đối là mới nha. Nhà xây dựng khoảng 2017 đến 2018, tức là mới xây có khoảng vài năm đây thôi. Đa số những căn nhà ở đây á, thì mình nói cái căn nhà nhỏ nhất đi, có diện tích khoảng chừng 1.500 square feet, thì giá khoảng trên dưới 200.000 thôi quý vị và các bạn. Còn cái lot size ở đây á, thì không có được rộng lắm, khoảng từ 5 đến 6.000 square feet cho một cái lot size, tức là tính khuôn viên á, tức là khoảng 0.10 mấy acres á, cũng không có chính xác, thì thôi mình biết chung như vậy đi nha. Nếu mà nói á, thì mặc dù đây là cái khu mới, nhưng mà có thể là ở Winter Haven nó khác ở dưới những thành phố khác, cho nên họ không có thu cái tiền CDD Property Tax của năm ngoái, năm 2019, tức là mình lấy cái số liệu mới nhất á, thì cho cái căn nhà, ví dụ như cái căn nhà nhỏ thôi, thì tiền Property Tax năm 2019 là khoảng 1.900 mấy, tức là chưa tới 2.000 đô la Mỹ cho một năm. Như vậy thì ở khu này mình không phải đóng tiền CDD. That's why, đó là lý do tại sao mà cái tiền thuế nó lại rẻ. Nhưng mà ở đây á, quý vị và các bạn phải trả tiền HOA là 350 đô la Mỹ cho một năm. Rồi thôi ha, mình nghĩ nãy giờ chạy vòng vòng như vậy để quý vị coi nhà cửa hai bên cũng như đường xá của khu này, với lại mình cũng đã cung cấp một số thông tin về cái khu vực này rồi đó. Thì thôi bây giờ mình sẽ chạy qua cái chỗ khác nha. Ok rồi thôi, bây giờ để mình đi ra khỏi cái community này đi. Mặt trời chói quá trời luôn, rất là khó chịu. Mà quay phim cũng không có được rõ nữa. Rồi better rồi. Bây giờ thì mình sẽ chạy vô một cái khu nhà khác nữa, khá là cũ, là xây từ năm 1970 mấy á. Hiện bây giờ thì mình đang có địa chỉ của một căn nhà ở trong cái đường số 15 thuộc thành phố Winter Haven. Thì mình không có vô trong đâu. Căn nhà này thì khá gần với lại downtown của thành phố Winter Haven. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi tới đó nha. Trên đường đi thì mình cũng để cho quý vị và các bạn xem khung cảnh bên đường. Mặc dù là mình biết chiều rồi á, chiều và gần tối rồi thì cũng không còn rõ lắm, nhưng mà mình vẫn muốn để cho quý vị và các bạn xem khung cảnh hai bên đường để mà biết thêm về thành phố Winter Haven ha. Nè các bạn nhìn hai bên đường ha. Đó, thì cái khu vực này, cái khu community này phải nói là khá là cũ rồi. Có cái tuổi đời xây dựng từ năm 1975 đến 78. Đó quý vị và các bạn thấy cái kiến trúc nhà hai bên á, nhà thì rất là thấp và nhỏ. Tại vì có một số vị thì thích nhà có giá rẻ, cho nên hôm nay mình tới đây để cho quý vị và các bạn xem. Nhà mà mình sắp tới này á, chỉ có giá trị là 164.000 đô la Mỹ mà thôi. 2 phòng tắm, 2 phòng ngủ và garage thì 2 xe. Căn nhà nhỏ cho nên diện tích chỉ có khoảng chừng 1.250 square feet. Nhưng mà cái lot size, cái diện tích đất thì rộng lắm nha. Diện tích đất là tới 0.26 acres lận, tức là khoảng 11.500 square feet á. Thì cái tiền mà property tax hàng năm của căn nhà này á, đóng có 1.300 thôi quý vị và các bạn. Ngoài ra không có phải đóng tiền CDD hay là tiền SOE gì hết. Đây đây tới rồi, mình đang quẹo vô nè. Ồ nắng quá. Đó. Nắng ghê không? Đó thì cái nhà giá 160 khoảng 164.000 đô la Mỹ á, thì nó giống như vậy đó. Mình chỉ thích cái nhà này là tại vì cái diện tích đất nó rộng.
cho nên người ta có thể làm một cái rai quay như vậy. Đẹp hơn. Và chạm đi qua đi rồi mình đi. Thực ra cái căn nhà hồi nãy mình mới vừa ghé qua đó thì họ mới vừa list lên có 2 ngày thôi. Nhưng mà với cái giá tiền là 164.000 đô la Mỹ mà ở trong cái vị trí như thế này thì mình nghĩ chắc người ta bán cũng nhanh lắm á. Nhưng mình vẫn muốn quay để cho quý vị và các bạn biết cái nhà có giá trị như vậy ở cái khu vực Winter Haven thì nó như vậy đó. Ok rồi thôi, bây giờ mình nghĩ mình sẽ chạy đi ra cái khu vực thị trấn ha, tức là downtown á. Mình sẽ ghé qua City Hall, rồi có thể mình sẽ đi quay vòng vòng cái khu vực đó để quý vị và các bạn biết thêm một số thông tin về thành phố Winter Haven nha. Cũng có thể là tối rồi thành ra quay cũng không được rõ lắm. Nếu quý vị nào mà có quan tâm á thì coi tiếp. Ok rồi thôi, bây giờ mình đi tiếp ha. Ok, nãy giờ quý vị và các bạn thấy không? Thành phố á, thì không có quá nhiều nhà cao tầng ha. Đường xá thì cũng rộng rãi, dân cư cũng không có thưa thớt lắm. Thì như mình đã nói á, bây giờ thì mình sẽ xách xe chạy xuống dưới cái khu vực downtown, tức là trung tâm của thành phố Winter Haven. Và cái điểm đầu tiên của mình muốn đến á, là mình sẽ đậu xe ở City Hall. Rồi xong rồi mình mới đi vòng vòng cái khu vực đó, quay phim cho quý vị và các bạn xem nha. Trời nè, cũng gần tới City Hall rồi nè. Và City Hall nằm ở phía bên tay trái. Trời nè. Để mình bổ chiếc xe vô đây để cho quý vị và các bạn thấy cái mặt tiền của City Hall nha. Đó. Đây là City Hall của Winter Haven. Thì bây giờ mình xuống đây, đậu xe ở đây, rồi đi quay vòng vòng cái khu vực này ha, cho quý vị và các bạn xem thành phố Winter Haven nha. Cái khu vực đây là trung tâm của Winter Haven. Giờ này là 6 giờ mấy rồi cho nên City Hall đóng cửa, không có vô trong được. Nhưng mà thật ra mình cũng đâu có vấn đề gì đâu mà đi vô trong. Bây giờ đi qua đây ha, qua đây trước.
cái lối ra vào thì luôn luôn ưu tiên cho những người khuyết tật ở đầu xe. Bên đây có một cái square, là một cái quảng trường hồi xưa. Ở bên tay phải của mình là cái hồ thiệt là lớn luôn đó. Đó, đó. Đó, em zoom lại coi cái hồ nha. Rồi, đó là cái hồ. Ở Winter Haven này rất là nhiều hồ. Cho nên nó được mệnh danh là thành phố của những chuỗi hồ. Hồ mà nó rất là nhiều luôn. Ở phía bên đây là City Hall nè. Rồi mình sẽ đi bộ xuống đây tí xíu. Thật ra mùa đông ấy, thì ở Florida không có lạnh, trời rất là mát. Hồi nãy buổi trưa, giữa trưa thì nhiệt độ là 71-72 độ F. Bây giờ thì xuống còn khoảng 68. Hồi nãy chắc là xuống còn khoảng 67-66 á. Tại vì tối rồi mà. Đây có một cái khu tưởng niệm. Hình rất là nhiều. Đó, ở cái cột kia thì đủ hình luôn rồi. Bên đây là của Army. Đây là những cái người con của thành phố Winter Haven đã hy sinh ở trong mấy cái cuộc chiến. Cái đây là Navy nè, Navy nhiều ghê đó. Còn bên đây cái cột cờ này là của Air Force, không quân. Yeah. Còn bên đây là Marine. Marine thì tiếng Việt mình gọi là gì ta? À, thủy quân lục chiến á. Đúng rồi. Còn cái này là Coast Guard, là tuần tra của biển á hả? Winter Haven là một thành phố thì nhỏ thôi chứ không lớn, nhưng mà mình cảm thấy rất là thanh bình. Hồi đó giờ mình chỉ đi ngang chứ mà mình chưa có ghé qua và đi kỹ như hôm nay. Cho nên mình thấy hồi đó thì mình cứ nghĩ Winter Haven là một cái thành phố nông nghiệp, rất là vắng lắm hay là quê mùa lắm. Nhưng mà thật ra bây giờ mình đi thì không phải như vậy. Thành phố thì đúng là nhỏ đó, nhưng mà nó rất là dễ thương. Và dân cư cũng không có thưa thớt lắm. Cái điều ấn tượng nhất là đây nhiều hồ ghê. Hồi đó giờ nó lét lên là cái vùng đất của những cái hồ ha. Nhưng mà thực ra không nhiều bằng ở đây. Ở đây quá trời hồ, nhưng đi chút xíu là thấy hồ. Mà hồ lớn không à. Rồi nhà thì là ở trên những cái đồi cao, rất là đẹp. Nhà ở đây lại rẻ nữa chứ. Nhưng mà cái cửa này thì chỉ để cho nhân viên đi thôi. Đây, cái lối vào chính thì nó nằm ở cái mặt ở phía sau. Nói chung đây là một cái khu vực của chính phủ. Cái county này hình như là thuộc Paul County phải, nhưng mà này là của city, là Winter Haven City.
có cái chớp nhà bự quá, nhưng mà cái đó là nằm ở phía dưới hồ rồi, để hồi nữa mình sẽ đi qua bên đó coi cho nha. Coi cái đó là gì, chắc là nhà thờ quá, cái chớp rất là đẹp. Xong rồi mình sẽ đi qua bên kia. Chạy ha, thôi bây giờ xách xe chạy nữa nha. Thực ra thì ở cái khu vực này cũng không có cái gì để mà quay hết á, không có gì đặc biệt hết. Bây giờ thì vợ chồng mình sẽ xách xe chạy vòng vòng để quay cho quý vị và các bạn xem, chứ để không trời tối rồi, trời chuẩn bị tối rồi đó. Khi đi xe như vậy nè, thì mình quay mình sẽ thấy được nhiều hơn. Chứ đi bộ, mình đi bộ dở lắm, đi bộ không có quay được nhiều. Rồi, để quẹo phải đi. Ra đây quẹo phải nữa, tại vì để cho mình cũng muốn chạy xuống dưới cái hồ. Gần đây có một cái hồ rất là lớn. Đây là cái cảnh bên đường á quý vị và các bạn. Có thể chạy vậy nhìn chắc cũng không rõ lắm đâu. Thôi để một khúc thôi, rồi mình sẽ cho quý vị và các bạn xem đường ở phía trước nha. Tại vì ở đây mình thấy cũng có một số cái nhà thờ đẹp nè, mình ra để cho quý vị coi cảnh ở đây một tí xíu ha. Quay bằng cái máy quay phim này á, thì sẽ nhìn rõ hơn á. Nhưng mà có điều là mình không có thấy hết cái tổng thể. Ok, thôi, để chuyển qua cái camera trước mặt đi, qua cái dashcam này. Trời, trời tối khá là nhanh. Thì thôi bây giờ cũng như những lần trước á, thì để quý vị và các bạn khỏi phải hỏi, cho nên mình sẽ đưa cho quý vị và các bạn coi luôn những cái thống kê về dân số ở thành phố Winter Haven nha. Thì đây nè, đây là về các sắc dân của thành phố Winter Haven. Để không quý vị và các bạn sẽ hỏi mình người Việt ở đây đông hay không á. Thì ở đây á, đại đa số là người da trắng. Quý vị và các bạn có thể thấy ha, màu tím đậm đậm đó. Đó, hay là có những cái bảng kế bên nè, cái bảng thống kê kế bên nè. Người da trắng chiếm đại đa số là 52.8%. Rồi kế đến là người da đen, nhưng mà người da đen cũng không có nhiều nếu so với những cái thành phố khác. Người Hispanic, tức là người đến từ châu Mỹ Latin á, thì khoảng 14.4%. Còn cái dân châu Á của mình á, thì chỉ có 1.5% thôi. Tức là tổng cộng hết ở đây năm 2017, tức là cách nay 2 năm, thì người dân châu Á của mình á, chỉ có 573 người. Là châu Á là mình không có dám nói là người Việt Nam nha, luôn cả người Hàn Quốc, người Trung Quốc, người Thái Lan, rồi người Lào gì đó, thì cộng chung hết là chỉ có 573 người thôi. Đây là thống kê dân số của năm 2017. Ngoài ra thì còn những sắc dân khác mình không có quan tâm. Như vậy thì đâu có đông người châu Á ha. Ok, thì mình đã nói mà Florida thì người châu Á của mình á không có nhiều, nhất là người Việt của mình á, đâu có nhiều bằng ở Cali đâu. Ở Cali hay là ở Texas, tức là ở Houston, thì cái tỷ lệ người Việt mình mới đông. Ok, rồi thôi, để tắt cái này đi ha.
Rồi xong rồi mình sẽ mở tiếp cái thống kê về tội phạm để mời quý vị và các bạn xem cho biết về tình hình tội phạm ở cái thành phố này nha. Rồi bây giờ nói về vấn đề tội phạm của thành phố Winter Haven ha. Thì đây là số liệu mà của chính phủ thống kê được đến năm 2018, tức là mới vừa năm ngoái thôi. Năm nay chưa hết cho nên chưa thống kê được. Thì những năm trước đây, tức là lâu đời rồi á, từ năm 2002, tức là mười mấy năm về trước, phải nói là tình hình tội phạm rất là cao, ở khu vực này rất là cao. Quý vị và các bạn có thể thấy cái cột màu tím á, cái đó là của thành phố Winter Haven. Còn cái cột màu xám xám còn lại, cái đó là tỷ lệ tội phạm trung bình của toàn nước Mỹ. Thì ở đây khá là cao. Nhưng mà đến năm 2012, 13, 14, 15, 16, 17 và cho tới năm ngoái thì bắt đầu cái vấn đề tội phạm nó giảm dần. Đây là điều rất là tốt. Nhưng mà nhìn như vậy á, thì hồi mới mình cũng thấy sợ sợ ha. Nhưng mà thôi bây giờ để mình sẽ mở thêm một cái tấm bản đồ nữa nói về tình hình tội phạm ở cái thành phố Winter Haven này ra cho quý vị và các bạn xem nha. Thì tại vì mình thấy ở trong cái thống kê của chính phủ á, cái thành phố Winter Haven này á, cái tỷ lệ tội phạm nó khá là cao. Ví dụ như nè, nếu mà nhìn vào cái màu sắc ở trên cái bản đồ tội phạm của trong cái system của nhà đất á, mà mình lấy ra, thì ở thành phố Lakeland là tội phạm cao nhất. Rồi ở ngay cái downtown của Winter Haven cũng cao. Nói chung là tình hình tội phạm cũng nhiều. Nhưng mà thật ra nếu mà quý vị và các bạn muốn mua nhà ở một cái vùng nào đó thì đương nhiên những cái này mình cần phải để ý. Nhưng mà thực tế, đây để mình zoom lớn lớn lên tí xíu cho quý vị và các bạn xem nha. Đó, ví dụ như cái này thực tế á, thì không phải là đây, vùng này là vùng Winter Haven nè. Tại vì mình zoom bự ra thì thấy như vậy. Để mình thấy được cái khu vực downtown, đây là cái khu vực mà downtown của Winter Haven. Cái hồ lớn mà mình hồi nãy mình chạy á, xuống á, là nó nằm ở đây. Và cái đây là City Hall nằm ở chỗ này nè. Thì nếu mua nhà thì mình có thể chọn ở những cái khu vực này cũng là Winter Haven. Mà quý vị và các bạn thấy không? Cái tình hình tội phạm của nó không có cao. Nó rất là thấp. Hoặc là ở những cái vùng lân cận ở đây. Hay là cái khu, thậm chí cái khu Cypress Garden, tức là gần cái khu Legoland. Nó cũng không có phải là quá đậm. Tức là cái tỷ lệ tội phạm nó cũng không quá là cao. Đó, nè. Tại sao mình không kiếm mua ở những cái vùng ngoài này? Cho nên á, mà thậm chí ngay cả trong khu downtown này cũng vậy, cũng có những vùng rất là an toàn. Mà như vậy thì mình phải chọn những cái nhà mà ở trong những cái khu community có an ninh, tức là có cổng gác nếu mình muốn ở gần downtown. Ngoài ra thì mình thấy á, những cái nhà ở vùng ven như thế này nè, thì vừa mới vừa đẹp, và giá thì lại tương đối rẻ, mà cái phần an ninh trật tự á, thì nó cũng rất là tốt, tội phạm rất là thấp ha. Nè quý vị thấy cái bàn tay mà mình chỉ không, đây là những cái vùng mình có thể mua nhà và có thể sống được. Đó, những cái vùng này thì tình hình tội phạm không có cao. Đừng có chung vô đây, chung vô ngay cái khu vực này hay là đây á, thì thôi rồi, không có dám ở đâu. Đây là những cái khu mà tội phạm rất là cao. Đó. Không có an ninh trật tự chút nào hết. Khi mà đi mua nhà thì cái vấn đề đầu tiên mình coi là cái vấn đề về an ninh trật tự, về tội phạm. Tức là cái khu đó có an toàn hay không. Tại vì người Việt của mình là dân châu Á mà. Cho nên người ta nhìn vào người ta biết ngay mình không phải là dân bản địa ở đây. Cho nên mình phải cẩn thận về vấn đề an ninh. Đó. Mình có thể ở những cái khu vực này cũng tốt. Cho nên khi mà search nhà hay tìm nhà cho khách hàng, cho người quen của mình á, thì mình không bao giờ chọn vào những cái khu vực như thế này, mà chỉ mua ở những vùng thế này đây. Đó. Rồi. Hãy quay lại đường ha.
Wow, trời, cảnh mặt trời lặn đẹp quá chừng luôn. Mặt trời đẹp quá. Nhưng mà thôi đi về, không có la cà nữa, đi suốt ngày rồi. Từ đây về nhà mình á thì đi cũng cả tiếng đồng hồ á. Ok. Bây giờ á, cái GPS nó chỉ mình là đi con đường này để đi về Tampa. Thì ta sẵn đây cái mình để một tí xíu nữa cho quý vị và các bạn xem nha. Thành phố bên hồ vào lúc mặt trời lặn. Ok, thôi đi được có một đoạn thôi, bây giờ phải quẹo phải thôi. Sắp tối rồi, hãy đi cái đường này thôi. Thôi bây giờ mình sẽ dừng video lại ở đây nha. Cái video này cũng khá là dài rồi, vừa đi coi nhà nè, rồi vừa đi vòng vòng thành phố nè. Thôi bây giờ mình sẽ dừng lại ở đây để không làm mất thời gian của quý vị và các bạn nữa ha. Mình rất cảm ơn quý vị và các bạn vì đã cùng với mình đi vòng vòng thành phố Winter Heaven hôm nay. Cho phép mình được chúc quý vị, các bạn cùng với gia đình luôn luôn được vui, khỏe và mọi điều như ý nha. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.